Mở video đốt lửa cho ấm nhà, cô gái ngơ ngác khi nhìn ra cửa sổ thấy xe cứu hỏa đang chuẩn bị phun nước. Ôi trời ơi! Theo đó, trong khi đang ngồi chiêu chiêu thư giãn trong nhà với con mèo, thì bỗng nhiên cô gái bị một ánh đèn pha chói lóa từ cửa sổ rọi thẳng vào trong nhà. Chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ, ba người đàn ông cao to lực lưỡng, nai nịt gọn gàng trong trang phục lính cứu hỏa, phá cửa xông vào nhà với ý định cứu người gặp nạn trong cơn hỏa hoạn. Thế nhưng khi cả ba người đàn ông ổn định trong nhà người phụ nữ, họ mới hoang mang nhận ra không có đám cháy nào cả, mà chỉ là ngọn lửa bập bùng trên màn hình TV đang cháy đỏ rực. Theo chia sẻ của cô gái, do tình hình kinh tế khó khăn mà Giáng sinh đang đến gần, nên cô gái mở video ngọn lửa lò sưởi bập bùng trên TV cho có không khí mùa đông. Ai mà có dè đâu, người hàng xóm bên kia đường nhìn qua cửa sổ thấy lửa đang cháy đỏ nên đã hoảng loạn gọi cứu hỏa giúp cô gái. Sau tình huống dở khóc dở cười, cô gái đã chia sẻ thêm rằng mình sẽ viết một tấm thiệp để gửi lời cảm ơn đến hàng xóm của tôi vào sáng hôm sau, trước sự quan tâm thân tình và cảnh giác cao độ mà họ dành cho những người xung quanh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.